học mấy cô lập thầy ấy kia chứ tôi hiểu rồi. Hello. Okay, hello everyone. Today we are going to prepare chicken feet pickle. We cook 10 kilogram of chicken feet. Okay, I'm Sra. I'm Tamran. I'm Linda. I'm Juna. I'm Chak. Yeah. I'm Pick. I'm Linda. Okay. Okay, everyone. Now we start to cook together. Cần ly gì cho tạo máu rồi này. Tạo máu rồi. Cho nên cái mình lấy tạo cái món dục mà nhỏ. Một bê. Mình là cái khác một cái hơn là một cái hơn ấp như thế này hơn là nghĩ đã hơn một mồm hay có hơn một tố chẳng bán hơn quần nè hơn một lê chứ em này cái thang cũng hơn kháng quê ở sau chơi hơn lê lươn mà chẳng bánh tay khiêu mới tiện ông mẹ đã cho đã cho cái này của mẹ này đi lươn này hỏi tại nào làm cúng tha bàn tóc pi cái lô đây thứ ấy chết rồi. Đây thứ ấy lên căn của bật lên lúc lò. Chết. Căn bật lên lúc lò, lên căn của thùng hồ mèn tên. Đi vô sao? Đi sao tụi anh sai? Anh sai. Anh sai. Quắc chừng lá, bỏ hẳn đi ra cho mình. Đi ra cho mình. Ta 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 liên này say good bye pleasant. Ta 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 bạn. Hãy subscribe cho
là bảo chị tinh hơn chị không chị chị ăn cho tao chicken feet. Lemon grass stock, top of lemon leaf, garlic oil. Soy. Vô bởi thôi. Ôi, chú ngồi vậy nè. Còn lại cho tập chơi. Salt, seasoning. Fish salt. Palm sugar. Lime juice. Chả mình xem nồi một chả nếu mà chăn cái chả té rồi mình tụ một sụp này chili. Thank you.
garlic gold, tofu lamb leaf, lemongrass stock, carrot, pickle sauce, and chat. So yummy. Wow, juicy. Nay mà chưa thừa tính á. Chập ăn chưa anh không? Chưa lắm. Nhanh thật lắm. Ô, cho chiếc tình ổng ở trên rán này, đọc kì đồ. Nó ra một. Ban định mua những ốc kia.